biệt, đội chơi cử ra một thành viên duy nhất tham gia. Thành viên duy nhất có 2 phút để nghe 10 đoạn nhạc và đoán đúng tên bài hát tương ứng. Mỗi bài hát đoán đúng sẽ nhận được 1 triệu đồng. Trường hợp thành viên duy nhất không đoán đúng, hai thành viên còn lại đưa tín hiệu trả lời đúng mỗi bài hát chỉ nhận được 500.000 đồng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng đặc biệt của Vui cùng Bolero. Đến với vòng đặc biệt này sẽ có 10 đoạn nhạc và lần lượt sẽ được nghe thành viên chính của hai đội được cử ra lúc này. Như quý vị cũng thấy là Tuấn Dũng. Cho Hiếu hỏi là tại sao Hồng Trang với anh Hữu Tính lại đưa Tuấn Dũng vào vị trí ghế nóng đó vậy? Dạ thì thường ngày là cái giai điệu hay là cái nội dung trong bài hát là Trang biết, nhưng mà bất chợt Trang không có nói ra được cái từ bài hát đâu. Dạ hay quên lắm. Dạ. Còn em là em không biết gì luôn. Tính đến rất vui thôi, phải không anh? Dạ, nhưng mà đâu em biết ít lắm. Hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ kết hợp với nhau thật là tuyệt vời để có thể mang về nhiều số điểm nhất, tương đương với nhiều số tiền nhất trong vòng đặc biệt này. Đội mình đã sẵn sàng chưa nào? Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta cùng đến với vòng đặc biệt của Vui cùng Bolero. Đúng. Xin mời các đoạn nhạc dành cho vòng đặc biệt bắt đầu. Nói bạn nghe từ khi qua luôn, qua luôn, qua. Ôi nhớ em đừng qua luôn, qua luôn, qua luôn. Trách nghe em xin hiểu cho anh. Tình trạng qua luôn, trắng lửa hồng. Tại em yêu chiếc gân này nào. Ngày còn bên nhau có hai trả lại em yêu chưa đúng lại em yêu qua luôn, qua luôn. Ngồi nhìn trăng và bóng mây qua luôn, qua luôn. Mưa từ đầu mưa rừng chính xác. Thời gian âm thầm như nước về qua luôn. Tiếng nhớ làm chi hơi qua luôn, qua luôn. Ngoài có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh, sớm chiều sống riêng một ngoài yêu. Tôi có căn qua luôn. Nhà tranh tôi nhớ Đà Lạt mơ dù lòng người lữ thư. Qua luôn, qua luôn. Nói trở lại bài này rất quen thuộc, tập trung nào. Qua luôn. Nó nói thử không được. Xin mời. Xin mời. Đừng nhiều hơn. Người bạn đi xứ. Chưa đúng. Không sai. Bài tiếp theo đó đang nghe đó. Đừng thương tiếng đến rồi. Đừng qua luôn. Trách nghe em xin hiểu cho anh. Hai mươi mấy giây còn. Qua luôn, qua luôn. Trả lại em yêu chiếc gân này nào. Bài này có hai từ. Trả lại. Chưa chính xác. Qua luôn. Qua đi. Trả lại em. Qua. Ngồi nhìn trăng. Qua luôn. Anh nhớ. Qua luôn. Rõ ràng là với thành viên của đội đọc chúng ta gồm là những nghệ sĩ và diễn viên hài, cho nên là cũng khá là khó. Rất là nhiều bài hát Bolero. Trong đây chúng ta có 10 bài hát và đội mình chỉ đoán đúng duy nhất tên bài hát của bài Mưa Rừng thôi, phải không ạ? Và chúng ta còn 9 bài, đó là các bài Quán Nửa Khuya, Định Mệnh, Đoạn Cuối Tình Yêu, Giận Hờn, Gửi Về Em, Thương Hoài Ngàn Năm, Sát Pháo Nhà Ai, Cô Hàng Xóm và Thương Về Miền Đất Lạnh. Như vậy với 10 bài hát chỉ đúng một bài tương đương với số tiền thưởng trong vòng đặc biệt này là 1 triệu đồng. Và chúng ta cũng rất cảm ơn đội đọc điểm tham gia chương trình. Ở tập này thì đội đẹp ghi được 370 điểm, tương đương với số tiền các bạn nhận được là 18.500.000 đồng. Đội độc, số tiền các bạn nhận được sau 4 vòng là 18.700.000 đồng, cộng với 1 triệu ở vòng thi đặc biệt. Như thế, tổng số tiền các bạn nhận được là 19.700.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những giờ phút thư giãn thật tuyệt vời với Vui cùng Bolero. Và cảm ơn đội đẹp cũng như là đội độc đã mang đến cho chương trình những giây phút rất là hài hước, thú vị bên cạnh những bài hát Bolero đã được đoán chính xác trong chương trình. Và tin chắc rằng là ngày hôm nay khán giả cũng đã có một đối thủ thật xứng tầm khi mà hát và đoán được rất nhiều bài hát cùng với chương trình, phải không nào? Thưa quý vị, chương trình Vui cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện đến đây sẽ được khép lại. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để cảm ơn các nghệ sĩ đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau. Xin chào.